Hey Joe, xin chào tất cả anh em. Mình là Mario Gamer và đây là War Robots phiên bản chính thức. Và chào mừng các bạn đã tới với phiên bản 9.7. Và mặc dù đây không phải là cái ngày đầu tiên mà cái phiên bản 9.7 cập bến ấy, nhưng mà mình vẫn muốn làm một tổng hợp, một video về tin tức cũng như là tổng hợp sự kiện lại trong cái phiên bản này cho các bạn một cái nhìn thật là tổng quát luôn. Và tất cả những cái điều gì mới, bao gồm tăng giảm sức mạnh, có vật phẩm gì mới và thay đổi gì trong một số những cái chức năng thì mời các bạn cùng xem hết video nhé. Các bạn nhớ là phải xem hết, tại vì là nếu như các bạn bỏ lỡ một cái phần nào ấy, thì các bạn sẽ không biết được phần đấy là mình nói về cái gì đâu. Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy là gì nhỉ? Chúng ta sẽ có cái theme hangar, tức là cái hoạt cảnh phía sau nó sẽ khác đi so với cái sự kiện mùa đông ấm áp và tàn nhẫn Cruel and Warm Winter trong cái phiên bản 9.6 vừa rồi. Nhưng mà rất tiếc là trong cái phiên bản này thì họ không đưa lại về cái nhạc nền Tết Nguyên Đán, hay là ít nhất thì họ cũng nên gọi là sáng tạo ra thêm một cái bản nhạc mới, nhưng mà họ vẫn sử dụng cái bản nhạc cũ thôi, không có nhạc nền Tết Nguyên Đán nha. Khá là buồn cười ở đây, tại vì đây là Tết Nguyên Đán mà chúng ta sẽ có rất nhiều những cái vật phẩm trông rất là quen thuộc với cái sự kiện Tết của chúng ta. Đầu tiên thì trong cái phiên bản này các bạn sẽ có những cái vật phẩm mới như sau. Đầu tiên là Shenlu này, đây là robot mới mà mình chưa có bất kỳ một video nào trên kênh, mình sẽ làm sau nha. Với khả năng là Chain Blink, đơn giản là các bạn sẽ được dịch chuyển 3 lần, giống như là Scorpion nhưng mạnh hơn. Và mỗi lần dịch chuyển thì các bạn sẽ được trang bị thêm khiến Aegis nữa. Hỏa lực của Shenlu sẽ cao hơn, cùng với đó là một số những cái tính năng khác mà mình sẽ làm video sau nha. Tại vì đây chỉ là video tổng hợp sự kiện thôi, mình sẽ không nói bất kỳ về chi tiết về một cái gì cả. Tiếp theo chúng ta sẽ có số mới là Lemming, đây là phiên bản hạng trung của Shenlu. Tiếp theo là Fang Bao, là phiên bản hạng nặng. Đây là hai cái vũ khí điện mới, khoảng cách bắn là 100m và sát thương rất là cao nha. Và đây sẽ là bộ vũ khí cận chiến tiếp theo với cái tầm bắn rất là thấp, xuống tận 100m. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ có là Drone Quinting. Đây là drone dành cho Shenlu với những cái khả năng tập trung chủ yếu vào cái việc đó chính là gây ra cái hiệu ứng bất động, hoặc là thêm một số những cái khống chế được lâu hơn ở đây và nhiều sát thương hơn nữa. Cuối cùng là phi công mới là By White Star Sing. Đấy, thì đây là cái khả năng của White Star Sing đó. Thì nôm na là như vậy. À, ngoài ra chúng ta sẽ có thêm đó chính là Ultimate Aoming. Đây là phiên bản Ultimate Titan của Titan Aoming. Và tại sao lại là Ultimate Aoming không phải là Ultimate những Titan khác? Thì mình nghĩ là Aoming là robot rồng ấy, với cả là cái năm nay là năm con rồng nữa, cho nên là cái việc ra Ultimate phiên bản Titan nó khá là hợp lý. Với cả là chúng ta đã có ít nhất là 5 robot Ultimate rồi, bây giờ ra thêm một Ultimate Titan nữa thì sẽ khiến cho cả một cái đội hình nó phù hợp đều là Ultimate luôn. Sau này thì nếu như họ có ra Ultimate phi công, Ultimate Drone, Ultimate Module hay là Ultimate gì gì đó thì cũng sẽ hợp cả một cái xưởng luôn, Ultimate tổ mẹ nữa. Đấy, thì đại khái là sẽ hợp cả một xưởng luôn. Tiếp theo là chúng ta sẽ có đó chính là Ultimate Gendarme. Các bạn phải nhận đủ 4 Ultimate Gendarme thì mới nhận được Ultimate Aoming, và mình đoán là khả năng cao thì cái này nó vẫn sẽ đưa vào trong cái bảng xếp hạng thôi. Các bạn sẽ hoàn thành bảng xếp hạng và nhận được những cái vị trí top đầu thì các bạn sẽ được cả Ultimate Gendarme, giống như kiểu là Ultimate sự kiện trước để lấy được cái Ultimate Fenrir ấy, đấy kiểu thế. Và đang có một sự kiện là bảng xếp hạng khác nữa sẽ đăng ký trong khoảng tầm hơn 30 phút nữa. Tiếp theo đấy là những tin chính nha. Đây các bạn nhìn lại này, robot mới Shenlu này, phi công mới By White Star Sing, drone mới Quinting, vũ khí mới Shifang, cái Shifang là bản hạng nhẹ nhé, Lemming là hạng chung của Fang Bao là hạng nặng. Đây, Aoming và Trần Trang mình nói rồi. Tiếp theo là cái
Huy hiệu sự kiện Enlightened. Thì ở đây trong này các bạn sẽ có thêm hai huy hiệu mới nha, không phải là một. Đó chính là thân thiện và giác ngộ. Thì cái Enlightened đó chính là cái giác ngộ. Các bạn sẽ chiếm đóng 50 cột mốc này. Đấy, tiêu diệt 100 robot này, sở hữu hai vũ khí từ danh sách này, phanh bao chế phang liên minh, gây 5 triệu sát thương khi điều khiển Shenlong, tiêu diệt 20 robot, mở bảng dữ liệu xanh lam bạc để lấy được cái sự kiện giác ngộ này. Tiếp theo là sự kiện thân thiện, trợ giúp đồng đội thật là nhiệt tình. Chúng ta sẽ có là gì, là tham gia vào trận chiến sửa chữa 500.000 độ bền cho đồng minh, có 25 bạn bè trong đó 50 cột mốc, gây ra bao nhiêu đây? Đây là 10 triệu sát thương và giành chiến thắng trong chuỗi trận chiến với tư cách là chơi trong một squad. Squad là gì thì các bạn sẽ chơi ở trong cái khu vực này. Đấy. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có là phần hay nhất mình muốn nói trong video này, đó chính là thay đổi cân bằng sức mạnh, balance changes. Chúng ta sẽ có đầu tiên là Seraph sẽ được tăng 15% độ bền. Đấy. Tiếp theo Ochakochi sẽ giảm đi cái sát thương kháng, tức là gì nhỉ, dot damage reduction low, à tức là cái khả năng kháng sát thương từ cái khả năng sát thương từ việc kháng sát thương từ sát thương ăn mòn giảm từ 20 40 60 xuống 20 30 40. Thì ở đây đó chính là ví dụ mình sẽ ấn vào Ochakochi này, mình sẽ ấn vào cái chỗ này thì các bạn thấy này, cái việc mà khi mà chúng ta kích hoạt cái khả năng Stampede thì chúng ta sẽ được giảm sát thương qua ăn mòn là 60%. Có thể là họ chưa chỉnh đâu, nhưng mà đây bây giờ nếu như ở cái này là các cấp độ nhé, và nếu như ở cái độ cao nhất là level 1 và K3 thì bây giờ cái việc giảm sát thương nó chỉ là 40% mà thôi, và cái sát thương đến từ cái khả năng là Magnetic Field sẽ bị giảm xuống 50%. Cái này là một điều hết sức hợp lý luôn. Tiếp theo là Ophion. Ophion thì sát thương của vũ khí tích hợp sẽ bị giảm đến 50%. Sát thương thêm từ việc hấp thụ sát thương qua cái khiên hấp thụ được chuyển vào vũ khí tích hợp giảm đi 50%, và độ bền thì giảm đi 15%, khá là thấm. Nhưng mà vấn đề là nó vẫn chưa mất đi cái khiên khi mà bắt đầu bay lên và bắt đầu hạ cánh, thì là một điều hết sức tuyệt vời. Tiếp theo Orochi sẽ được tăng độ bền 20%. Revenant hồi lại khả năng giảm từ 18 xuống 16 giây và độ bền tăng 15 giây, rất tuyệt vời dành cho Revenant. Blight, Hazard và Decay sát thương tăng 10%. Chimera cái khoảng nạp lại giảm từ 12 xuống 8 giây, và Damper và Tamer sát thương giảm đi 30%. Deceiver và Trickster, những cái tầng để tích sát thương ăn mòn sẽ không còn bị giới hạn nữa, tức là bây giờ các bạn có thể tích bao nhiêu tầng thì tùy ý, và sát thương bị giảm xuống 50%. Sát thương này là sát thương đến từ vũ khí nhé, không phải là sát thương đến từ sát thương ăn mòn, đến từ hiệu ứng. Marquis, Huzzah và Dragoon sát thương sẽ được tăng thêm 10%, và Shredder cái việc bắn gộp mà gộp nhóm bắn ấy nó đã được tăng lên, cái khả năng chính xác đã tăng lên tới tầm phạm vi là 250 m. Đấy. Ok, đây là toàn bộ cái danh sách cân bằng sức mạnh. Ngoài ra có một cái rất hay dành cho những bạn nào mà yêu thích Ravana và Indra. Futuristic Nucleon hiệu ứng đã được sửa lại này. Đây Transcendence sẽ xóa bỏ đi hiệu ứng Rust khỏi robot của bạn. Transcendence là cái khả năng của Ravana, nhưng mình muốn nói nhiều hơn. Đây, ví dụ mình thay đổi này, và nó sẽ đưa mình đến cái danh sách này. Đây, đầu tiên là Ravana, thì đây là khả năng Transcendence của Ravana nha. Miễn nhiễm với mọi tác động tiêu cực. Đấy, thì đáng ra là cái khả năng này nó phải được, nó có thể xóa bỏ được cái hiệu ứng Rust. Nhưng mà mình có cảm giác là Pisonic họ cố tình để cái hiệu ứng Rust không thể bị xóa bỏ khi mà các bạn dùng Transcendence của Ravana. Tức là bây giờ mới đúng là sức mạnh của Ravana mới được đúng như cái khả năng của nó mang lại. Đấy, chứ nó không phải là tăng sức mạnh nha. Mình theo như mình đánh giá thì khả năng của Ravana phải xóa được cái hiệu ứng Rust, tại vì về nguyên lý là nó phải làm được như vậy từ trước đến rồi. Đầu tiên là Transcendence của Ravana. Thứ hai là
cái module phase shift. Thứ ba là robot angler. Đây mình cho các bạn xem, bây giờ mình tìm trong nhà kho của mình thì sẽ khá là lâu nên mình sẽ tìm ở đây cho nó nhanh. Angler đây. Angler thì khả năng electric shift thì robot sẽ tiến vào trạng thái phase shift, nó tức là các bạn sẽ được dùng một cái module phase shift. Và thứ tư đó chính là Titan, đây Titan Intra với khả năng là Vipassana, tức là robot Titan tăng tốc và trở nên bất khả chiến bại và miễn nhiễm với mọi tác động tiêu cực trong một khoảng thời gian ngắn. Thì Intra là một với Vipassana, Angler là 2, Module Phase Shift là 3 và Robot Ravana là 4. Bây giờ 4 vật phẩm trên đều có thể xóa bỏ được cái hiệu ứng Rust mà từ cái vũ khí Tamer, Dammer và Subdual mình có ở đây đối với Curie, Ochokochi và Quicksand Ophion của mình. Tức là nó rất là hay. Đúng ra nó phải làm được từ trước rồi nhưng mà người ta muốn tạo cho cái hiệu ứng Rust một cái khoảng để mà có thể xưng bá võ lâm chẳng hạn, cho là thế đi. Đấy. Bây giờ thì cuối cùng là cũng làm được, rất tuyệt vời. Sửa lỗi khiến cho Shieldbreaker không được kích hoạt thường xuyên này, và sửa một cái lỗi với thông báo từ cái nhiệm vụ premium tức là cao cấp. Và các bạn lưu ý là hiện tại thì có một lỗi mà mình thấy rất nhiều bạn đang kêu ca, đó chính là nếu như các bạn sử dụng phase shift hoặc là transcendence hoặc là vipassana trên những cái vật phẩm mình kể trên thì cả khả năng cao nha, tức là có tỷ lệ nhé, chứ không phải là toàn bộ người chơi, thì sẽ có tỷ lệ là các bạn sẽ không thể nào hồi máu được sau một khoảng thời gian sử dụng. Thì hiện tại thì cái lỗi đấy theo như mình tìm hiểu thì cũng có một khoảng thời gian rồi nhưng mà họ chưa sửa, thì để xem là trong tương lai thì họ có động đến không. Và một cái nữa khá là hay đó chính là một số những cái thay đổi bonus thêm trong cái phiên bản này. Đây, đầu tiên là Seraph, Decay, Blight và Hazard đã có thể được sản xuất trong xưởng chế tạo, rất là tuyệt vời. Thì xưởng chế tạo đây, các bạn sẽ vào cái mục này và các bạn sẽ ấn vào mục sản xuất ở đây và các bạn sẽ ấn vào cái dấu cộng ở đây và các bạn sẽ thấy này, chúng ta hiện đã có thể sản xuất Seraph. Đối với vũ khí thì chúng ta có thể sản xuất Blight, Decay và Hazard. Rất là tuyệt vời luôn. Tại vì cuối cùng đây nhá, mình sẽ cho các bạn biết tại sao lại tuyệt vời. Mình sẽ vào cái mục đó chính là robot ở trong cửa hàng như thế này. Đây. Hôm qua mình cũng vừa mới kiểm tra xong, mình sẽ kéo tới đoạn này. Skaros thì được sản xuất rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sang là Seraph. Thì Seraph bây giờ cũng có thể sản xuất được nhưng mà hiện tại thì họ chưa đổi cái mục này ở đây. Tức là trước cái phiên bản này ấy, thì Seraph đã ra mắt từ rất lâu rồi nhưng nó vẫn hiện là nội dung độc quyền và không có sẵn trong cửa hàng. Và bây giờ thì các bạn có thể sản xuất được nó rồi. Đối với những cái phần tiếp theo như kiểu là Mars thì các bạn chưa thể sản xuất được. Đấy. Thì một lần nữa, đối với robot các bạn có thể sản xuất được Seraph, và đối với vũ khí thì các bạn có thể sản xuất được Hazard, Decay và Blight, rất là tuyệt vời. Tiếp theo đó chính là họ đã tăng sức mạnh cho Decay, Blight và Hazard thêm 10% sát thương đầu ra và tăng độ bền của Seraph thêm 15%. Mình sẽ làm một video về vật phẩm này. Tiếp theo, Rook hiện tại đã có mặt trong Super Chest, tức là cái dương cái dương chợ đen ấy. Dương, mình có thể ấn vào cái nút này và dương chợ đen thì nó sẽ làm một cái mục này. Đây, dương chợ đen đây. Các bạn sẽ ấn vào cái thanh này, đây là cái Super Chest này. Ấn vào cái mục mũi tên này. Và đây, các bạn thấy chưa? Bây giờ Rook hiện đã có trong dương cực đại, tức là Super Chest rồi. Ngoài ngoài Stealth là Sirius, Karura Aether, Kraken Indra, Paihu, Luchador, Scavenger Heimdall cùng một số những cái phiên bản Titan dạng thường khác và một số những robot. Thì hiện tại người ta đã cho chúng ta tìm thấy group rồi. Và một điều nữa đó chính là cái dương vàng tức là Gold Chest bây giờ đã chứa Archon Oxy, Spike, Stake và Needle cũng như là Drone Showdown. Đây, các bạn nhìn thấy này, họ đã có ghi hiện luôn ở đây luôn. Oxy Archon thêm cả ấn bản nha, Stellar luôn. Và ngoài ra nữa đó chính là Drone Showdown. Nó sẽ nằm ở phía dưới tại vì nó là drone, còn đây là vũ khí ở đây. Đây chính là drone showdown của chúng ta. Đấy. Tiếp theo đó chính là
cái dương bạc bây giờ đã có thêm phi công 3V3 R3TT và Rolf Garcia. Đây là hai phi công dành cho NASA. Đây, hai phi công này. Các bạn sẽ vào đây các bạn ơi, chúng ta đã có phi công này dành cho NASA diễn giải và Rolf Garcia khả năng tái tạo của sói. Thì đây là hai phi công dành cho NASA. Thì các bạn có thể săn ở trong cái dương dương này gọi là dương bạc. Tiếp theo nữa, đó chính là Elizabeth Green và Stephen Benson hiện đã có thể được tuyển trong trung tâm đào tạo. Thì đây là hai phi công dành cho robot ô phiên. Thì các bạn sẽ ấn vào cái mục này và các bạn sẽ tìm đến cái mục vật tay lái huyền thoại. Thì đây nha, đây là cái trung tâm đào tạo. Thì hiện tại bây giờ các bạn có thể tìm thấy hai phi công trên dành cho nếu như ai muốn săn thì có thể săn ở trong trung tâm đào tạo. Và đấy là hai phi công nào thì mình sẽ làm lại một lần nữa cho các bạn xem này. Đây là hai phi công dành cho ô phiền, một phi công sẽ cho phép nó tăng cường khả năng và một phi công sẽ cho phép nó đó chính là có kích hoạt cái mắt thần đâu rồi nhỉ, mình không thấy. Đây, đây là Stephen Penson này. Đây, đây là của ô phiền nhá. Còn đây, Elizabeth Green. Thì trong khi khả năng hoạt động thì ô phiền kích hoạt Quantum Raider. Đây là hai phi công dành cho ô phiền mà các bạn hiện tại có thể được tuyển trong trung tâm đào tạo. Họ ghi ở đây là không thể được tuyển thì ý là ý là họ chưa cập nhật thôi, chứ còn họ đã đưa ra cái thay đổi rồi thì cái mục thông tin đấy thì họ sẽ cập nhật sau ha. Và đấy là toàn bộ những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ tới các bạn trong cái video ngày hôm nay. Hiện tại thì chúng ta đã có thêm cái bảng dữ liệu giao hàng mới, thì các bạn có thể vào để mà săn đồ ha. Tại vì bây giờ thật ra với các bạn cái này không phải là quảng cáo đâu nhé, mặc dù là mình đang làm video về game này nhưng thực sự thì không phải quảng cáo đâu, nhưng mà những cái trang bị hiện tại nó khá là rẻ rồi. Đây là sự kiện đây này, các bạn vào đây nhé, các bạn nhìn này, nó sẽ ví dụ xanh bạc nhé, nó sẽ chỉ có 66.000. Cái mình nói nhắc lại nhé, đây không phải là mình quảng cáo, mình không nhận bất kỳ một đồng nào từ Paysonic cả đấy, và mình chỉ là thấy hiện tại giá nó đã rẻ rất là nhiều thôi. Và nếu như các bạn dùng một số những cái thủ thuật có thể là săn săn ở cái giai đoạn giữa và cuối mùa ấy, thì cái giá để mà các bạn có thể mua nó còn rẻ hơn nữa. Đừng bao giờ mua trực tiếp tại cái khu vực này nha, nó khá là đắt đỏ, và đấy là giá gốc. Hãy săn trong cái khu vực săn sale, tức là giảm giá. Ok, vậy các bạn nghĩ sao? Đừng quên bỏ lại một lượt thích ở phía dưới, chia sẻ cho bạn bè đó cũng biết vì những cái thông tin như thế này. Cảm thấy hay đừng quên bỏ lại một lượt thích. À đâu, đăng ký kênh, bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào mình lên sóng trong thời gian tương lai. Mình là Mel Gamer. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn lại bạn trong những video lần sau. Và bây giờ sẽ đến phần gameplay bonus với Eiffel, với cùng Living Legend của mình. Mời các bạn đón xem nhé.